Quân đội Nga gần đây tăng cường sử dụng các máy bay không người lái UAV, dạng phi kem dân sự giá rẻ gắn thuốc nổ hoặc đầu đạn nổ lõm để tấn công vào các điểm yếu trên xe tăng chiến đấu chủ lực mà phương Tây viện trợ cho Ukraine. Andrew Perpetu, nhà phân tích tin quân sự dựa trên các nguồn mở, cho biết dựa vào các video đã được công bố trên mạng xã hội, quân đội Ukraine đã mất ít nhất 3 xe tăng Leopard 2A4 chỉ trong ngày 24 tháng 10, trong đó 2 chiếc hư hại do bị UAV tấn công. Đây là thiệt hại lớn nhất về xe tăng phương Tây của Ukraine trong một ngày kể từ đầu chiến sự. Theo Yuri Iknay, phát ngôn viên không quân Ukraine, dựa trên những mảnh vỡ thu được, quân đội Ukraine nhận thấy Nga đang chế tạo nhiều UAV tự sắt, sử dụng động cơ mua trên AliExpress, nền tảng bán lẻ trực tuyến dành cho khách hàng quốc tế của tập đoàn Alibaba ở Trung Quốc. Iknay cho biết mẫu UAV thu được là loại tấn công, có khả năng mang theo vài cây di thuốc nổ. Theo quan chức này, đây không phải lần đầu tiên Nga chế tạo UAV từ các linh kiện đơn giản và dùng làm vũ khí tập kích Ukraine. Dù thế nào thì chúng vẫn nguy hiểm, ông nhấn mạnh, song không tiết lộ thu được xác UAV Nga trong hoàn cảnh nào. Không quân Ukraine tuần trước thông báo, Nga đã triển khai 14 tên lửa và UAV các loại để tập kích lãnh thổ nước này, trong đó có 2 UAV không xác định. Kiev tuyên bố bắn hạ thành công 4 mục tiêu, không bao gồm 2 UAV trên. UAV là một trong các vũ khí chủ đạo tại chiến trường Ukraine do có giá thành rẻ, dễ chế tạo, có thể sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát hoặc tiêu diệt các khí tải đắt gấp nhiều lần của đối phương như xe tăng, xe thiết giáp các loại. Ngoài UAV quân sự, UAV hoán cải từ phiên bản thương mại hoặc tự chế bằng cách dùng linh kiện dân sự mua từ nước ngoài cũng rất phổ biến tại Ukraine. Chính phủ Trung Quốc thừa nhận một số thiết bị dùng cho mục đích dân sự của nước này đã được sử dụng trong chiến sự Ukraine. Bắc Kinh ngày 1 tháng 9 áp đặt các lệnh hạn chế về xuất khẩu UAV và linh kiện liên quan nhằm ngăn UAV của Trung Quốc bị sử dụng cho mục đích quân sự. DJI, nhà sản xuất UAV thương mại lớn nhất thế giới, trụ sở ở Trung Quốc, trước đó cũng đã ngừng bán hàng cho Ukraine và Nga và cấm các nhà phân phối bán sản phẩm của mình cho hai quốc gia này nhằm ngăn chúng bị sử dụng trong các trận giao tranh. BBC dẫn thông tin từ các nhóm tình nguyện và binh sĩ Ukraine cho biết lệnh hạn chế mới nhất của Trung Quốc đã gây ảnh hưởng tới nguồn cung về linh kiện cho UAV của Kiev. Tờ Commerson của Nga cũng tiết lộ động thái của Trung Quốc khiến nước này thiếu hụt một số linh kiện sản xuất UAV, trong đó có camera ảnh nhiệt. Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế của Trung Quốc khó có thể ngăn được UAV được chuyển đến Nga và Ukraine qua bên thứ ba. Đại tá về hưu Vladislav Selesnev, cựu phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, cho hay Kiev đang sử dụng khoảng 25 loại UAV khác nhau, trong đó có những mẫu của công ty tư nhân, vốn có chi phí rẻ hơn rất nhiều so với UAV quân sự. Nga được cho là cũng đang áp dụng chiến thuật tương tự để tăng nguồn cung UAV. Theo VN Express, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.